Kính chào quý khán giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình 12 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cùng Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và lãnh đạo một số sở ngành có buổi làm việc với lãnh đạo quận Cái Răng và phường Tân Phú về tình hình thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2022. Do địa bàn phường Tân Phú có nhiều dự án trọng điểm của thành phố và quốc gia, đoàn công tác đặc biệt quan tâm tới công tác trật tự kỷ cương đô thị, địa chính, môi trường và quản lý đô thị. Hiện trên địa bàn phường Tân Phú có 14 dự án trọng điểm đã, đang và sẽ triển khai, trong đó có cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, đường sắt cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ. Tại buổi làm việc, lãnh đạo địa phương thông tin thêm về những thuận lợi khó khăn vướng mắc trong công tác thu hồi đất, phục vụ các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn và kiến nghị một số vấn đề có liên quan. Theo đó, địa phương kiến nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố sớm thu hồi khu tái định cư nhà ở công nhân do công ty Sài Gòn Cần Thơ làm chủ đầu tư ở khu vực Phú Thạnh giao cho chủ đầu tư mới, cho chủ trương di dời khu hành chính Ủy ban Nhân dân phường ra khu dân cư, bởi hiện nay trụ sở này nằm cập bờ sông có nguy cơ bị sạt lở. Tiếp tục với các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn cán bộ thường trực quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc quận Cái Răng vừa đến thăm và tặng quà cho gia đình người có công với cách mạng. Đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Bảy, gia đình thương binh nặng Bùi Văn Tị cùng ngụ phường Hương Thạnh, mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Hai Nguyễn Thị Bê và gia đình bệnh binh nặng Lương Mai Hồng, ngụ phường Phú Thứ. Tại mỗi nơi đến, lãnh đạo quận Cái Răng đã ân cần thăm hỏi, đồng thời tặng mỗi gia đình một phần quà bằng tiền mặt là 1 triệu 500 ngàn đồng, được trích từ quỹ đền ơn đáp nghĩa của quận. Quận Cái Răng hiện có 519 gia đình chính sách, 6 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống. Đoàn lãnh đạo huyện Phong Điền cũng vừa đến thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách người có công với cách mạng. Đoàn lãnh đạo huyện Phong Điền đã trao tặng 5 phần quà cho các gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thị trấn Phong Điền và xã Tân Thới, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Toàn huyện Phong Điền có 2.803 đối tượng chính sách, người có công với cách mạng. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ năm nay, huyện đã tặng gần 2.700 phần quà với tổng số tiền 1 tỷ 700 triệu đồng. Đồng thời, hỗ trợ xây mới một căn nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng trị giá 50 triệu đồng. Sáng nay tại đền thờ liệt sĩ xã Trường Xuân, Hội Cựu chiến binh huyện Thới Lai phối hợp tổ chức buổi họp mặt và bữa cơm đồng đội. Ông Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố đến dự. Tại buổi lễ, các đại biểu dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, Hội Cựu chiến binh huyện Thới Lai đã phát động phong trào nhận chăm sóc các đền thờ liệt sĩ tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng thời, luân phiên tổ chức bữa cơm đồng đội hàng năm nhân kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ. Đây là năm đầu tiên được huyện hội tổ chức quy mô cấp huyện. Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức đoàn đến thăm hỏi tặng quà cho các đồng chí là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình thương binh liệt sĩ trong lực lượng công an thành phố. Lãnh đạo công an thành phố bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân gia đình các đồng chí thương binh liệt sĩ đã cống hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, đóng góp xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh. Các gia đình cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, lãnh đạo công an thành phố, hứa sẽ gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật, nhà nước, phát huy truyền thống cách mạng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Ban Thường vụ quận Đoàn Thốt Nốt phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận và cụm thi đua số 4 Thành đoàn Cần Thơ vừa tổ chức lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ quận Thốt Nốt. Tại buổi lễ, hơn 150 đoàn viên thanh niên của quận Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh đã cùng nhau ôn lại truyền thống, thể hiện lòng biết ơn vô hạn với những hy sinh xương máu trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của những anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cha anh đi trước. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, đoàn viên thanh niên đã dâng hoa, dành một phút mặc niệm tại tượng đài và thắp nến tri ân trên khoảng 730 ngôi mộ các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ quận. Còn tại khu di tích lịch sử căn cứ Dương Mận, phường Long Tuyền,
Đảng ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Long Tuyền vừa tổ chức giao lưu nhân chứng lịch sử và giáo dục truyền thống kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Tại đây, hội viên cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên học sinh trên địa bàn phường được nghe Đại tá Võ Tấn Dũng, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ, trực tiếp tham gia trận đánh 6 ngày đêm ở khu căn cứ Dừng Mận, kể về những chiến công oanh liệt của lực lượng vũ trang quân khu, của quân và dân Cần Thơ, qua đó tiếp lửa cho thế hệ trẻ có thêm niềm tin vào cuộc sống và được cống hiến xứng đáng với sự hy sinh của cha anh đi trước. Ban tuyên giáo quận ủy Ô Môn vừa tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tại buổi tọa đàm, các tham luận trình bày các nội dung như Ban tuyên giáo quận ủy phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đoàn viên, hội viên trong tình hình mới. Ban nhân dân quận ủy tham luận về công tác lãnh đạo chỉ đạo hội đoàn thể tích cực tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ với những mô hình sáng tạo hiệu quả, Trường phổ thông dân tộc nội trú Cần Thơ tăng cường giáo dục chính trị cho học sinh tình yêu quê hương đất nước, yêu lãnh tụ qua những mỗi chuyện và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đoàn phường Long Hưng nêu tấm gương người tốt việc tốt và trường trung học cơ sở Thái Long nêu những tấm gương dạy tốt học tốt trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ban chỉ đạo kiểm tra nhận thức lý luận chính trị quận Ninh Kiều tổ chức kiểm tra nhận thức lý luận chính trị năm 2022 cho cán bộ chủ chốt của quận, phường và đảng viên các trường học trên địa bàn. Thời gian kiểm tra 180 phút, các đảng viên được kiểm tra bằng hình thức tự luận các nội dung và những nội dung cơ bản trong nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 14, nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Ninh Kiều lần thứ 12. Chuyên đề năm 2022 của Thành ủy Cần Thơ, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, và nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022. Qua kiểm tra, nhằm giúp Ban Thường vụ quận ủy đánh giá đúng về nhận thức lý luận chính trị, tư tưởng chính trị của cán bộ đảng viên, đồng thời giúp cán bộ đảng viên củng cố, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị và nâng cao ý thức trong việc học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng, và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai đã giới thiệu 73 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, đạt 84% kế hoạch năm, phát triển được 42 đoàn viên mới, đạt 42%, vận động nguồn xã hội hóa và trích từ quỹ Tấm lòng vàng Cần Thơ. Liên đoàn Lao động huyện đã trao 46 suất học bổng và 10 chiếc xe đạp cho con em đoàn viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền gần 23 triệu đồng. Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức bàn giao máy ấm công đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thanh Vũ, nhân viên bảo vệ trường tiểu học Thới Hưng 1. Căn nhà với diện tích 60m², kinh phí trên 90 triệu đồng, trong đó Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ hỗ trợ 40 triệu đồng từ nguồn quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ, phần còn lại do gia đình đóng góp. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ và Công đoàn trường Tiểu học Thới Hưng 1 trao một số quà cho gia đình đoàn viên Nguyễn Thanh Vũ. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, Hội đồng đội của Ô Môn đã triển khai hiệu quả cuộc vận động xây dựng ngôi nhà khăn quàng đỏ, góp phần giúp đỡ những đội viên thiếu nhi nghèo khó khăn trên địa bàn, có cuộc sống ổn định, được nâng bước đến trường. Là một trong những học sinh khá giỏi của trường Trung học cơ sở Thới Long, quận Ô Môn. Nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên nhiều năm qua, em Hồ Thị Cẩm Tiên phải sống trong ngôi nhà rách nát, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Từ chương trình xây nhà khăn quàng đỏ của quận đoàn Ô Môn, gia đình em Tiên đã có ngôi nhà kiên cố và an toàn. Em cảm thấy rất là vui vì nhà lúc trước của em khá là sập sệ. Cũng nhờ có các cô chú nên em mới có ngôi nhà hiện tại khá là khang trang và em yên tâm học tập hơn. Nhà khăn quàng đỏ với giá trị xây dựng 70 triệu đồng cũng được quận đoàn Ô Môn dành tặng cho em Nguyễn Hồng Nhung, học sinh trường tiểu học Phan Bội Châu. Món quà ý nghĩa này chắc chắn sẽ tiếp thêm động lực để em Nhung vượt qua khó khăn, đạt thêm nhiều thành tích trong học tập.
Em cũng mà cảm ơn mấy anh mấy chị này nọ giúp đỡ em căn nhà, là cố gắng lên lo cho con em ăn học này nọ. Trong nhiệm kỳ thì chúng tôi đã tổ chức xây dựng được 13 ngôi nhà khăn quàng đỏ cho đội viên có hoàn cảnh khó khăn và 4 cái mái ấm đoàn viên, nhà nhân ái cho đoàn viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận, với tổng kinh phí của 17 cái ngôi nhà đó là 1,11 tỷ đồng. Qua đó thì giúp cho thanh thiếu nhi có một cái nơi ở ổn định để các bạn yên tâm công tác cũng như là học tập trong thời gian sắp tới. Ngôi nhà khăn quàng đỏ không chỉ là món quà vật chất mà còn có ý nghĩa tinh thần lớn lao, giúp các em học sinh cùng gia đình ổn định chỗ ở, yên tâm học tập. Cha mẹ cũng yên tâm lao động sản xuất để từ đó phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 với tỷ lệ trên 98% thí sinh đậu tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo đó, toàn thành phố có 11.106 thí sinh, kể cả thí sinh tự do, đậu tốt nghiệp trung học phổ thông đạt tỷ lệ 98,41%. Cụ thể, có 10.356 thí sinh hệ giáo dục trung học phổ thông, không tính thí sinh tự do, đã đậu tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,39%. Năm nay, trong tổng số 37 trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ở thành phố Cần Thơ, có 17 trường có tỷ lệ thí sinh đậu tốt nghiệp đạt 100%, tăng 2 trường so với năm 2021. Đối với hệ giáo dục thường xuyên, có 728 thí sinh không tính thí sinh tự do đậu tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 87,29%. Trong 9 trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên quận huyện thì trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện Vĩnh Thạnh có tỷ lệ đậu tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%. Tiếp đến là trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên quận Ô Môn đạt 95%. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên quận Thốt Nốt đạt 92,11%. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tại thành phố Cần Thơ có khoảng 12.000 thí sinh dự thi. Đến đây chúng tôi khép lại chương trình 12 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.